Vâng, thầy trò chúng ta sẽ cùng nhau chữa câu số 1. Đầu tiên là kết quả của phép tính này là bao nhiêu? Thì các con nhận thấy là mình sẽ tính từ trái qua phải thôi, đúng không ạ? Mời bạn Hải Phong trả lời thầy ạ. Câu 1 em chọn B ạ. Con chọn D đúng không? Thì thằng B 1,6 trừ đi 0,65 là được còn 1 rồi. Hai thằng này cộng với nhau thì được là 1 nữa. Thế 1 cộng 1 là bằng mấy ạ? Bằng B là 2. Vâng, cảm ơn con, rất chính xác ạ. Tiếp theo đến với câu số 2 là tính 3/4 mũ 3. Thì đây công thức lũy thừa của lũy thừa thì bằng công thức lũy thừa của một thương bằng thương các lũy thừa thì 3 mũ 3 là 27 và 4 mũ 3 là 64. Đáp án đúng là đáp án D, không gì khó cả, đúng không ạ? Chúng ta sẽ đến với câu tiếp theo. Thầy ơi. Dạ. Thầy. 3 và câu 4 ạ. 1 phút bắt đầu. Tiếp theo đến với câu số 3, theo hình vẽ thì góc ABC sẽ bằng góc nào? Góc ABC. Đó, thì nó sẽ khoanh góc ABC màu đỏ nhé. Rồi. Góc ABC. Góc ABC xen giữa cái cạnh một gạch và cạnh có mũi tên thì nó sẽ bằng góc nào ạ? Bằng góc B phẩy, chính là góc A phẩy B phẩy C phẩy xen giữa của cạnh một gạch và các cạnh mũi tên nào? Đó là A phẩy B phẩy C phẩy, đáp án A. Câu số 4, kết quả của phép tính này là bao nhiêu? Mời bạn Hà Hiếu trả lời thầy. Em được thầy là -12/5. -12/5, rất nhanh. Có ai ý kiến khác không ạ? Các bạn bấm máy tính hay sao mà tính nhanh nhé, thầy còn chưa tính kịp. Thầy sẽ tính nhá. 6 chia 3 bằng 2 này. -12/5. 1 là 2 cộng với cả 1 là 3, 3/6 mình giúp bạn là 1/2 nhé. Nhân với 6/5 trừ đi 1/2. Chúng ta sẽ tính nhẩm ở trong ngoặc tiếp ạ. 6 chia 3 được 2, 2 nhân 1 là 2 trừ đi 1, còn 1/6 chia cho 1/6 là nhân với 6 ạ. Và chúng ta rút gọn đi 6. Cái tích thứ nhất là 6 rút gọn cho 2 được còn 3 được 3/5. 6 rút gọn cho 2 được còn 3. Mình quy đồng lên ạ. 5 x 3 là 15, 3 trừ 15 thì còn 3 trừ 15 còn -12/5, rất chính xác. Vâng. Thầy Đá đã vừa chữa câu số 3 và câu số 4 rồi, qua ý kiến hay không ạ? Vâng, nếu không ai ý kiến thì ta chuyển tiếp đến với câu số 5. Nghe luôn. Câu 5 cho hình vẽ tìm x. Ôi đơn giản. Anh em thấy là các ABC này tổng bằng góc 180, thằng x này bằng 180 trừ đi 2 thằng này, 2 thằng này cộng nhau là 140. Vâng, đáp án đúng sẽ là đáp án gì ạ? B. Vâng, còn đúng không? 40. Các con cố gắng hướng vào màn hình và tập trung giải thật nhanh nhá anh em nhá. Chúng ta đến tiếp với câu số 6. Em luôn. Góc đối đỉnh với góc MAN là MAN, mình đánh dấu nhá, MAN. Vâng. Góc thì nó sẽ khoanh màu đỏ đấy ạ. Đây là góc MAN. Thì đối đỉnh với nó sẽ là N'AM'. Có không? N'AM' đây rồi. Đó chính là đáp án D. Và rất nhiều bạn đã giơ tay. Mình cứ bình tĩnh. Tiếp theo, câu số 7 nữa. Tìm x trong hình vẽ sau. Anh em nhìn xem x có bao nhiêu. 1 phút tư duy bắt đầu. Mời bạn Hải Long nào. Em thề với 90 độ. Các con bằng 90 là đáp án C. Thì đúng thực rồi. Ra để x ấy, thì chúng ta có khá là nhiều cách làm. Chúng ta tìm x thì mình dựa vào tam giác nào OIK. Hoặc
hoặc có thể dựa vào tam giác là OE. Tôi sẽ đặt cái điểm này là cái điểm F đi chẳng hạn. À, đúng không? Thì chúng ta có hai cách. Thì nếu mình sử dụng cái tam giác OEK thì mình phải tìm cái góc kề bù với thằng 140 cho nên trên này là 40 người đi, đúng không? Đúng không anh em? Đó, kề bù trên này là 40 nhá, ta suy ra cho anh 40 này. Tiếp theo là mình sẽ có góc Y1 và Y2 đi, đúng không? Y1 so le trong với góc E 130 hay không? Thì Y2 kề bù với 130, Y2 sẽ bằng 50. Y2 bằng 50 rồi. Như vậy là tam giác OIK sẽ có hai góc cộng lại bằng 90 và góc còn lại bằng 90. Đó là rất chính xác. Đấy. Hoặc các con có thể dựa vào góc F này và góc E ở dưới thì mình sinh ra X cũng vậy thôi. Như vậy thầy giáo đã vừa giảng xong cho các tình yêu của thầy. Có ai ý kiến nhau ạ? À con. Có ai ý kiến được không ạ? Không ạ. Lại thì có ai có ý kiến được không ạ? Giảng lại á. Em nghĩ là tính cái tam giác to này dễ hơn. Cũng được. Nếu mà con có góc K bằng 140 thì góc F này sẽ bằng hai góc này, hai góc trong một phía bù nhau không? Thì góc F cũng bằng 40. Đó, đây là hướng khác rồi, cho màu xanh đi. Góc F bằng 40 thì góc em E1. Em nghĩ là làm kiểu từ chỗ góc F thì nó dễ hơn. Cũng được. Thì là kề bù là 50 không? Được chưa? Như vậy E1 bằng 50. Thì góc F bằng 40 thì tổng cái ba góc trong tam giác nó OEF bằng 180 thì hai góc E và F bằng 90 thì góc X bằng 90 cũng được. Có ai ý kiến chứ không ạ? Hai màu là hai cách làm, đúng không? Vâng, chuyển ạ. Tiếp theo từ câu số 8 đến câu số 10 có 3 câu. 2 phút suy nghĩ bắt đầu. Đó, rất là nhiều bạn giơ tay đúng không ạ? Đó, xin mời bạn Hiếu nào. Em thưa thầy, câu C. Vâng ạ. Chúng ta chuyển 4 sang là âm 4 thì 5 cộng âm 4 là 1. Giá trị tuyệt đối của x bằng 1 thì x có hai giá trị là 1 hoặc âm 1. Rất chính xác. Đến câu số 9 ạ. Cho hình vẽ biết x song song với y ạ. Hai đường thẳng song song và bị cắt bởi một đường thẳng thứ ba cho phép chúng ta có các góc ở vị trí so le trong bằng nhau, đồng vị bằng nhau, trong cùng phía bù nhau. Có ba bạn giơ tay thì còn ai khác nữa không ạ? À? Các bạn khiêm tốn thế. Mà Minh Hiếu trả lời thầy ạ. À? Câu nào đúng nào? Em thưa thầy là vì x song song với y do vì có cặp góc đồng vị bằng nhau. Đây có phải đồng vị không? Có ạ. Đâu, hai cái góc này 138 độ nó có phải đồng vị không? Hai góc này ở vị trí gì đấy? Con nhỉ? Đúng rồi. Vì cặp góc đối đỉnh bằng nhau sai, vì cặp góc trong cùng phía bù nhau sai, vì cặp góc so le trong bằng nhau, cho nên x và y sẽ song song đúng không? Vì sao x song song với y đấy? Nhìn vào đây. À, có nhìn là góc so le trong này đấy, vì các góc so le trong bằng nhau nhá. Tiếp theo tìm x, biết giá trị tuyệt đối của x cộng 2 bằng 7 à, bằng 5. Thế thì chúng ta sẽ có hai trường hợp thôi, à, là x cộng 2 bằng 5 và x cộng 2 bằng gì ạ? À? Âm 5. Rồi chúng ta chuyển vế 2 đi thì x sẽ bằng 5 trừ 2 bằng 3. X bằng âm 5 trừ 2 bằng âm mấy ạ? Âm 7. Như vậy đáp án đúng là đáp án nào ạ? Đáp án C. 3 và âm 7. Được chưa? Thầy vừa chữa cho các tình yêu thì câu số 10 là có ai ý kiến được không? Không ạ. Chúng ta chuyển đến câu tiếp theo nhé.
Câu số 11 ạ. Từ câu số 11 đến câu số 14 là 3 câu, thầy giáo cho các con 2 phút suy nghĩ bắt đầu. Các con ấy phải nhìn vào hình và tư duy thật nhanh ra nháp nha. Các con mà ngồi mà ngâm nghe là không có thời gian đâu ạ. Các tình yêu của thầy nhanh nhẹn nha các con nha. Tất cả mở cam đi các con, sao lại cứ tắt cam thế các con? Mình đang học thêm mất tiền đấy nhá. Mà mình không học là mình thiệt đấy ạ. Các con mở cam cho thầy đi. Bạn nào ra ngoài thì phải xin phép nha, đến lúc thầy giáo gọi là cứ không đi đâu mất nha con nha. Hiện tại có 4 bạn mở cam thôi. 5 bạn. Chưa ngoan. Vâng, cảm ơn Hải Long, Hải Phong, Hiếu, Minh Hiếu, Hải Hiếu, Thanh Trúc, Hướng Anh, Vân Anh, Thanh Bình. Nguyên Anh thì mở cam nào đen xì luôn. Bạn Nguyên nữa. Vâng, cảm ơn các bạn đã tương tác. Mời bạn Thùy Linh trả lời câu 11 nào. Tính góc BAC trong hình vẽ bên góc BAC, góc BAC rồi. Góc BAC là cái góc thầy đào phanh màu đỏ đấy con. Nhìn nó bằng bao nhiêu độ ở Thùy Linh nhỉ? Em luôn thầy là bạn ấy chưa nói xong thì đã mic thì đi đâu mất rồi con. Nhưng ta nhận thấy là người ta bao nhiêu độ ạ? Tam giác ABC và tam giác gì nào? CDA bằng nhau trong trường hợp là A cạnh góc cạnh là gì nữa? AD bằng BC này, CD bằng AB này, AC là cạnh chung thì góc này bằng bao nhiêu độ ạ? Bằng 120, nhìn ngay với hình thấy luôn. Còn thầy đáo vừa là giải thích là thầy đáo đi chứng minh ạ. Thì hai góc tương ứng của nó bằng nhau. À, chuột thầy đáo đang chỉ đấy ạ. À, nó sẽ bằng 120 độ. Tiếp theo là mời bạn Minh nào trả lời cho thầy ạ. Bạn Minh trả lời thầy câu số 12. Cho tam giác ABC có góc A bằng 5 lần góc C, góc B bằng 60 độ. Khi đó góc C bằng bao nhiêu? Em thưa thầy là... Con cứ mạnh dạn con trả lời. Vâng, đáp án nào ạ? Câu này em chưa có làm. Vâng, rồi. Mời Nguyên Anh trả lời thầy nào, con gái nào? Câu 12 thì theo con chọn đáp án nào? À, thì đó sẽ giải thích một chút nhá. Thì các con nhận thấy là đề bài người ta cho góc B bằng 60 này. Thì đương nhiên từ cái góc B bằng 60 nha, thì đó sẽ hướng dẫn nó lên trên này. Thì chúng ta sẽ có tổng góc A cộng góc C sẽ bằng bao nhiêu độ ạ?
130 độ vì tổng 3 góc trong một tam giác luôn bằng 180. Mà góc A thì lại bằng bao nhiêu con? À, góc A thì bằng 5 lần góc C. Từ đó con thay xuống dưới cho thầy con. Đấy, góc A bằng 5 lần góc C. Góc A cộng góc C nữa, từ đấy chúng ta có là 6 lần góc C con. Sẽ bằng 130 độ thì góc C sẽ bằng bao nhiêu ạ? À? Xin lỗi ạ, à, tôi viết vội quá nó bị nhầm nhọt một chút ạ. À. Nếu có góc B bằng 60 độ thì góc A cộng góc C sẽ là 120 độ, đúng không ạ? Góc A cộng góc C là 120 độ, thế thì góc C sẽ bằng bao nhiêu con? C bằng 120 chia cho 6. Vâng. Bằng 120 chia 6 thôi. Yeah. Và bằng 20 độ. Như vậy chúng ta sẽ lựa chọn đáp án A. Các con đã hiểu được chưa ạ? Góc A bằng 5 lần góc C thì mình thay đây là 5 lần góc C cộng góc C là 6 lần góc C bằng 120. Thì góc C là 120 chia 6 bằng 20 độ. Câu số 13 thì đã mời bạn Mai Anh trả lời thầy nào con. Câu số 13 thì đây là phép nhân, công thức phép nhân hai lũy thừa rồi, cùng cơ số rồi. Thì nó sẽ bằng bao nhiêu ạ? Thanh Bình hỗ trợ nào. Như vậy cái câu này thì rất đơn giản. 2 phần 3 mũ 2 nhân 2 phần 3 mũ 4 thì bằng 2 phần 3 mũ 6. Đúng không? Tiếp theo là câu số 14. À, nó dài hơn một chút đây rồi ạ. À. Đó là An và Minh định làm mứt dâu từ 3 kg dâu theo công thức cứ 2 kg dâu cần 2,5 kg đường. Vậy An và Minh cần sử dụng bao nhiêu kg đường? Thì đây là bài toán tỷ lệ thuận hay tỷ lệ nghịch nhỉ? Các tình yêu nhỉ? Tỷ lệ thuận. Tỷ lệ thuận đúng rồi. Ngâm càng nhiều dâu thì phải mất càng nhiều đường, đúng không? Có phải không ạ? Thế thì như vậy là chúng ta sẽ có cái sơ đồ thôi nhá. Bài toán tỷ lệ thuận chúng ta nhớ công thức là nếu hai đại lượng tỷ lệ thuận thì tỷ số hai giá trị tương ứng luôn là một số gì sao ạ? Tỷ lệ thuận nhá. Thì tỷ số luôn không gì? Luôn không đổi nhá. Thì chúng ta vẽ cái sơ đồ cho thầy là 3 kg dâu thì cần x kg đường, đúng không? Mà trong khi đó công thức là cứ 2 kg dâu thì cần 2,5 kg đường. Con lập cho thầy tỷ số thôi, con sẽ có tỷ tương ứng không? 3 phần x bằng 2 chia 2,5. Từ đó con suy ra là x sẽ bằng đường chéo hình thành đầy đủ là 3 nhân 2,5. Và chia cho 2 thì bằng bao nhiêu hả con? Là ra 3,75. 3,75, vâng. Vậy chúng ta sẽ chọn đáp án B. Dạ. Xong. Nốt cái câu số 15 nào. Tìm x trong hình sau. À đây chúng ta nhận thấy là hai bằng 50. Vâng, nó vuông góc rồi, chứng tỏ hai cái đường mà thầy giáo đang chỉ chuột đây nó là song song rồi. Song vuông góc với đường thẳng thứ ba. Suy ra hai góc trong cùng phía bù nhau. Vâng, có bạn đã suy ra rất nhanh luôn, nhìn thấy ngay. 50. Vâng, nó sẽ bằng 50 độ thôi, rất đơn giản. Có gì đâu. Chúng ta sẽ hướng đến các câu tiếp theo ạ. Video bài giảng thì nó sẽ gửi cho các con nhá, cho nên chúng ta sẽ xem lại tiếp nha. Bây giờ câu 16, 17, 18, 2 phút suy nghĩ bắt đầu. Chúng ta sẽ đến với câu số 16, mời bạn Kiệt trả lời thầy ạ. Làm tròn số sau đến chữ số thập phân thứ 3. Thì sau số 2 là số 5. Thì khi bỏ nó đi thì số đằng trước sẽ thêm một đơn vị. Như vậy chúng ta sẽ chọn đáp án nào mà bạn Kiệt nhỉ? Thì chúng ta sẽ tăng thêm một đơn vị ở đây. 2 thành 3 như vậy được 0,693. Đáp án B. Tiếp theo câu số 17. Thầy giáo sẽ mời bạn Gia Như trả lời thầy ạ. Kết quả của phép tính này là bao nhiêu? Vâng, như vậy là chúng ta bao nhiêu ạ?
Em thì em thua. Hai Mà nếu đứa bỏ nào? bạn chưa làm xong. Hay Em chọn đáp quá. án B ạ. Vâng. Đấy, thế thì một lần nữa thầy mới thấy là các con nhận thấy là thầy nói chuẩn không? Là làm là theo đúng sư phụ hướng dẫn. Đúng không? Chỉ được nhìn vào đầu bài và giải thật nhanh thôi. Đi mà ghi còn còn khó kịp luôn. À, chúng ta sẽ tại sao xem nhá. Vâng, chúng ta phải đi tính mỹ thừa trước cho thầy đi ạ. À, tôi sẽ tính nhanh cho thầy bằng nha. Hai bình phương là 4 rồi này. Nhân với 3 phần 6 mũ 2. 3 phần 6 mũ 2 nhưng mình đừng tính bình phương làm gì. 3 phần 6 chúng còn là 1 phần 2 không anh em? 1 phần 2 bình phương thì được là 1 phần 1 4. phần 4. Đấy, mình tính thế nó mới nhanh được. Trừ đi, anh em nhìn nhá. 3 mũ 2, mình rút gọn cho 3 mũ 4 dưới mẫu đi, dưới mẫu còn 3 mũ 2 không? Như vậy trên tử sẽ còn là 2 mũ 4 là 16. 6 phần 2 mũ Phần 3 mũ 2 là 16 9. 4 9 nhân 1 phần 4 là 1 không? 1 trừ 16 phần 9. Đó, mình quy đồng lên. 9 nhân 1 là 9 trừ 16 thì được là âm 7 phần 9.7 phần 9 âm 7 phần Đấy. 9 Cho nên các con phải nhìn vào đầu bài và giải thật nhanh. Mấy cái bạn làm nhanh là do người ta làm đúng theo hướng của thầy đấy. Có phải không phải hiểu? đúng là như thế thầy ạ. Nhưng còn bây giờ mà Phái nhìn vào phái bài phái nhưng phái mà không kịp được. Ghi chỗ này 2 phút cũng đã là đau đầu rồi nhá. Chứ đừng nói nhá. Đúng không? Tiếp theo đến với câu số 18 ạ. Trong các hình sau, hình nào thể hiện hai góc đối đỉnh ạ? Sạc này lọt kẹt. Đáp án gì B. ạ? B. Thầy đã vừa chữa cho các tình yêu 3 câu. Thì có ai có ý kiến gì không? Chúng ta sẽ có từ câu số 19 cho đến câu 23 là 5 câu. Thầy giáo cho các con 6 phút suy nghĩ, 6 phút suy nghĩ bắt đầu. Thầy mời bạn Trịnh Loan nào trả lời thầy câu 19 nào. Giá trị của biểu thức này là bao nhiêu ạ? Nguyên nào, Nguyên trả lời thầy nào con. Thì âm 14 bình phương, số mũ chẵn nó ra dương rồi, 14 bình phương là bao nhiêu ạ? 196, wow. Câu số 20, thầy đã mời bạn Thảo nào. Kết quả của phép tính âm 1, 2 phần 3, mũ 3 bằng bao nhiêu? Thì đương nhiên các con phải đổi hỗn số sang đã. 1, âm 1, 2 phần 3 thì mình sẽ che cái dấu âm nó đi đúng không? 3 nhân 1 là 3, cộng với 2 là 5, âm 5 phần 3, mũ 3 bằng bao nhiêu ạ? Âm 5 phần 3 mũ 3 Âm mũ 5 3 mũ 3 là âm 125 rồi. 3 mũ 3 là 125 125 phần 20. rồi. Tiếp theo câu 21 ạ. Mời bạn Thanh Bình trả lời thầy ạ. Cho hàm số y bằng f(x) bằng 5 phần 6x cộng 1 phần 8 tính f của 0. À, f của x đúng không? Mà bây giờ là f của 0 tức là x là số 0. Đúng không ạ? Thay số 0 vào đây thì chúng ta sẽ nhìn thấy ngay 5 phần 6 nhân 0 là 0 cộng với 1 phần 8 ra sẽ được kết quả là bao nhiêu ạ? 1 phần 8. Phần Vâng, cho nên các con phải làm ra nháp và trả lời với thầy nhé. Câu số 22 ạ. Thầy giáo sẽ mời bạn Kiệt trả lời thầy ạ. Giá trị tuyệt đối của x trừ 3 phần 2 cộng 1 phần 2 bằng 4 thì x là bao nhiêu con? Đương nhiên chúng ta sẽ chuyển sang cái bài toán là giá trị tuyệt đối x trừ 3 phần 2 sẽ bằng 1 phần 2 sẽ chuyển vế là âm 1 phần 2. 4 trừ 1 phần 2 là bao nhiêu ạ? 4 7 trừ 1 phần phần 2 2 là 3,5 ấy, là được 7 phần 2. Thì mình có hai trường hợp x trừ 3 phần 2 bằng 7 phần 2 và x trừ 3 phần 2 bằng âm 7 phần 2. Đúng không? Thì mình chuyển âm 3 phần 2 sang thành dương 3 phần 2, 7 phần 2 cộng 3 phần 2 là được 10 phần 2 là 5. Còn tiếp theo là mình chuyển âm 3 phần 2 sang thành dương 3 phần 2, âm 7 âm phần bốn âm 7 cộng dương 3 là âm 4 phần 2 là bằng âm 2. âm hai Như vậy chúng ta sẽ có là lựa chọn đáp án là 5 và âm 2 là đáp án C. Câu số 23. Kết quả của phép tính này thì đương nhiên các con phải đi tính giá trị tuyệt đối rồi, đúng không ạ? Vâng, thầy mời bạn Lan Anh ạ. Thì chúng ta sẽ được kết quả là bao nhiêu? 1,8 ạ. 1,8, vâng.
thì âm giá trị tuyệt đối của âm 3,6 là 3,6 rồi này, chia cho 1,8 thì được là 2, 2 lại trừ đi 0,2 thì được là 1,8, rất chính xác. Tiếp theo chúng ta sẽ hướng đến thầy Đào đã vừa chữa câu 19 đến 23 rồi, có ai có ý kiến hay không ạ? Không ạ. Vâng. Còn ai còn cần hỏi nữa không thì hỏi luôn nhá. Nếu không hỏi bà sẽ chuyển ạ. Chúng ta sẽ chữa từ câu 24 đến câu 26. Chúng ta có 2 phút chuẩn bị, 2 phút chuẩn bị bắt đầu. Vâng, đến với câu số 24 mời bạn Hiếu trả lời thầy ạ. Em là thầy là em 1/2 đi vào bao nhiêu? Em chọn đáp án A. Vâng. Chúng ta sẽ cùng kiểm tra nhanh một chút nhé. Chúng ta nhận thấy là ở đây này nó rất là nhiều các thủ thuật, chúng ta có thể suy ra tích nhân chéo, nhưng mình sẽ cân bằng cái mẫu là 6 đi. Bởi vì bên này có mẫu là 2 thì 1/2 mà tạo ra mẫu là 6, chúng ta sẽ ghi nó thành là nhân cả biểu của mẫu với 3 đúng không? Thì nó sẽ được là 3/6 rồi. Từ đó phân số x trừ 2/6 bằng 3/6 thì suy ra là x trừ 2 phải bằng 3. Thì x sẽ bằng 5 thôi, và bạn ấy suy luận hoàn toàn chính xác. Câu số 25 ạ. Tìm x trong cái phép tính này. Mời bạn Hải Long trả lời thầy ạ. Em mời thầy ở đây x bằng 1. Vâng, chúng ta sẽ cùng kiểm tra nhanh ạ. Trong cái phép chia đây là phép chia lũy thừa nó cùng số mũ, thì chúng ta có thể ghi lại cái bài toán ấy bằng cách thu gọn, nó chính là 20 chia cho 4 mũ x bằng 5. Và mình suy ra là 5 mũ x bằng 5. 5 chính là 5 mũ 1 rồi, thì x sẽ là 1. Một đáp án hoàn toàn chính xác. Tiếp theo câu 26, mời bạn Hải Phong trả lời thầy ạ. Kết quả của phép tính này bằng bao nhiêu? Kết quả bằng âm 3/2. Âm 3/2. Chúng ta sẽ cùng chờ đợi cho ít giây nữa. Bình đổi hỗn số 41/5, 5 x 4 20 cộng 1 là 21/5. Chia cho thằng âm 5 x 2 là 10 cộng 4 là 14. Phần 5 phép chia là nhân gì ạ? Nghịch đảo. Nghịch đảo. Nhân với âm 5/14. Thì mình chém cái thằng 5 đi rồi. Đúng không? Và 21 và 14 đều chia cho 7. Thì chữ tử còn 3, dưới mẫu còn 2 và còn số âm nữa, nhưng mà được âm 3/2. Một đáp án hoàn toàn chính xác. Thầy đã vừa chữa cho các con 3 ý, có ai có ý kiến gì không? Nếu không ai có ý kiến gì thì bà sẽ chuyển ạ. Chúng ta suy nghĩ tiếp câu 27 và câu 28. 3 phút suy nghĩ bắt đầu. Vâng, rất nhanh, 4 người giờ này. Các bạn khác cố gắng lên đi anh em ơi. Nhà báo việc. Xong sớm nghỉ sớm mà, vì chúng ta có cái nội dung là còn ghi đầu bài, là hơi bị ốm đòn đấy, đúng không? Mời bạn Phùng Thị Gia Như trả lời thầy câu số 27 ạ. Thưa thầy, con chọn câu A. Vâng, theo con thì con chọn câu A. Chúng ta sẽ cùng chờ đợi trong ít phút nữa xem bạn làm đúng hay không. 4 đội máy cày có 36 máy, có cùng năng suất nha. Làm việc trên 4 cánh đồng có diện tích bằng nhau. Đội thứ nhất hoàn thành 4 ngày, đội thứ 2 hoàn thành 6 ngày, đội thứ 3 hoàn thành 10 ngày và đội thứ 4 hoàn thành 12 ngày. Thì trong 4 cái đội này mình, cái số đội nào có nhiều ngày nhất thì chứng tỏ là cái đội đó sẽ có số máy làm sao? Ít nhất. Ít máy thì làm lâu đúng không? Nhiều đúng máy thì làm, đội 1 sẽ làm nhanh nhất. À, có 4 ngày thì số máy của nó nhiều nhất. Hỏi mỗi đội có mấy máy thì chúng ta sẽ gọi cái số máy của mỗi đội là ABCD đi. Thì mình sẽ có đây là bài toán là tỷ lệ nghịch không? Nhiều máy thì làm ít ngày không? Và ít máy thì làm nhiều ngày không ạ? Đây là bài toán tỷ lệ nghịch. Thì chúng ta nhớ cái chìa khóa là tỷ lệ nghịch ấy. Tỷ lệ nghịch này thì tích giá trị tương ứng đúng không? Tích của nó luôn là sao? Không đổi. Đúng không anh em? Như vậy chúng ta sẽ có 4A bằng 6B bằng 10C bằng 12D.
Rồi, như vậy là chúng ta sẽ cân bằng đi. Chúng ta có thể là sử dụng là A chia 1 phần 4, nhưng thầy không thích cái phân số, thầy giáo sẽ dùng bộ chung của 4, 6, 10, 12 là 60 đi. Cùng chia 60 thì giáo sẽ có là A phần 15 bằng B phần 10, nó đẹp hơn. À, bằng C phần 6, cùng chia 60 đấy ạ, bằng D phần 5. Và thầy giáo sẽ áp dụng tính chất của dãy tỉ số bằng nhau, sẽ có là A cộng B cộng C cộng D phần 10 cộng 15 cộng 10 cộng 6 cộng 5 thì bằng 36 chia cho 15 cộng 10 là bao nhiêu? 25, 25 với 11 cũng là 36 và bằng 1. Như vậy đội thứ nhất mình nhìn thấy ngay là A phần 15 bằng 1 thì A là 15, B phần 10 bằng 1 thì B bằng 10, C bằng 6 và D bằng 5. Đội nhất là 15 máy. À rồi. Đội thứ hai sẽ là 10 máy. Rồi, đội thứ ba là 6 máy. Rồi, và đội thứ tư là 5 máy. Như vậy đáp án nào ạ? 10 5 10 6 5 đáp án A. Tính tổng tất cả là sẽ ra. Câu này tính em tính tổng cả 4 đáp án chỉ có một đáp án ra 36 máy thôi. Thì có luôn đáp án đấy. À, đấy là tìm được ra chìa khóa nhanh đúng không? Liên tiếp theo 28 làm tròn số sau đến chữ số thập phân thứ 5. Em thiếu 1, 2, 3, 4, 5 tức là số 8. Đằng sau số 8 thì là số 1 rồi. Thì khi bỏ nó đi thì không cần phải thêm nữa. Như vậy sẽ được là 0,69258. 0,69258 đáp án A. Như vậy thì đã vừa giảng cho các con nhanh cái câu số 27. Bà con có ai có ý kiến gì không? Không ạ. Đó. Nếu không có ai ý kiến gì, bà viết vlog sẽ chuyển sang các ý tiếp theo. Chúng ta sẽ có câu 29 đến 31. Các con có 2 phút suy nghĩ bắt đầu. Thôi nha. Chúng ta đến với câu số 29. Mời bạn Minh Hiếu trả lời với thầy ạ. Cho tam giác ABC thì số đo x ở trên hình này. Đơn giản thôi. Đây là D. Bao nhiêu ạ? D. Con nói to. X bằng 40. Ờ, con đọc to, lần sau con đọc to lên nhá. Bà dần lệnh ngãng rồi con. Đương nhiên hai thằng x này cộng lại phải bằng 80 vì tổng ba góc trong một tam giác là 180 thì x cộng x là mấy x ạ? Là 2x đúng không? Bằng 80 thì x sẽ bằng 80 chia cho 2 bằng 40. Vâng. Câu 30, thầy giáo sẽ mời bạn có cái tên là mà vẫn Nguyên Anh nào. Tìm x ở trên này thì x sẽ là bao nhiêu con? Câu 30 ạ. Em cho thầy câu 30 em chọn ý A. Vâng, theo con là A. À, thì chúng ta sẽ dùng cái mẹo đơn giản là cái mẫu của nó là 5 bằng 15 này. Thì cái thằng này lại rút gọn được không? Thì mình chia tử mẫu cho 3 đi thì còn là 2 phần 5 rồi. X phần 5 bằng 2 phần 5 thì đương nhiên x bằng 2. Hoặc chúng ta suy ra cái đường nhân chéo là 5 x 6 30 thì chia cho 15 thì bằng 2. Ok. Câu 31 mời bạn Hương Anh trả lời đây ạ. Cho hàm số y bằng f x bằng 3 trừ x bình, kết quả nào dưới đây sai? Đấy, người ta hỏi cái sai nhưng người ta không hỏi cái đúng. Chuối thật. Mời bạn Hương Anh ạ. Thì đương nhiên là mình phải thử vào đây thôi, đúng không? Được, anh có kết quả là bao nhiêu ạ? Đúng rồi. Em chọn B. À vâng, con chọn B. Để biết rằng bạn Hướng Anh có chọn đáp án đúng hay không, chúng ta sẽ chờ đợi trong ít phút nữa. Như vậy F của 1 phần 2 thì mình sẽ thay 1 phần 2 vào cái thằng x bình nhá. Thì 1 phần 2 bình phương là 1 phần 4 không? 3 trừ 1 phần 4 là bao nhiêu anh em nhỉ? 3 trừ 1 phần 4 thì 4 nhân 3 là 12, trừ 1 là còn 11 phần 4. Cái này đúng rồi nhá. Tiếp theo 1 phần 3 sẽ thay vào đây là 1 phần 3 bình phương sẽ là 1 phần 9 thì mình sẽ có là 3 trừ 1 phần 9 thì 9 nhân 3 là 27, trừ 1 là còn 29. Cái này đúng các. Tiếp theo là mình thay âm 2 vào thì là thành 4 ạ. Âm 2 bình phương là 4 rồi, mình sẽ có là 3 trừ 4 thì bằng âm 1.
Như vậy đáp án C là đáp án cần chọn, nó chính là đáp án sai. Còn âm 3 bình phương thay với đây là 9, thì 3 trừ 9 đúng bằng âm 6. Rồi như vậy là chúng ta sẽ chọn đáp án C là đáp án duy nhất mà đáp án sai chúng ta cần tìm. Có ai ý kiến gì nữa không ạ? Các con nhỉ? Ừ. Anh em, nếu không ai có ý kiến thì chúng ta sẽ chuyển tiếp sang câu số 32. Nhớ là đừng có chép nhá, giải thật nhanh mà anh em ạ. Thời gian chép là giáo cho về sau không ạ. Từ câu 32 đến câu 36 là có 5 câu. Thầy giáo cho các con 6 phút chuẩn bị, 6 phút suy nghĩ bắt đầu. Mời bạn Trang trả lời thầy câu số 32, kết quả của phép tính này là bao nhiêu ạ? Trang ạ. Em thưa thầy, em chọn đáp án C ạ. Vâng. Chúng ta sẽ cùng kiểm tra nhanh nhé. Thì ở cái bài này chúng ta nên dùng phương pháp bỏ dấu ngoặc này, thì giá trị dương 1/2 sẽ rút gọn cho âm 1/2 nhé. Chúng ta sẽ nhẩm nhanh là như vậy. À, phá ngoặc ra tiếp thì cái thằng là dương 1/3 này thành âm 1/3 vì đằng trước ngoặc còn dấu trừ không? Thì âm 1/3 sẽ cộng với dương 1/3 là hết nữa nhé. Và chúng ta sẽ cộng tiếp ạ. Như vậy là khi phá ngoặc ra thì đây là âm 2 nhé. Vì đằng trước ngoặc còn dấu cộng giữ nguyên không? Âm 2 cộng với dương 1 là được âm 1. Phá ngoặc dương 3 nó đổi dấu không? Thành âm 3. Âm 1 cộng âm 3 là bằng âm 4. Bằng đáp án C là hoàn toàn chính xác. Câu số 33. Thầy mời bạn Trúc trả lời thầy ạ. Cứ xay sát 50kg thóc thì được 36kg gạo. Hỏi nếu xay sát 175kg thóc thì được bao nhiêu kg gạo? Bạn Trúc ạ. Như vậy đây là bài toán tỷ lệ thuận không? 50 thì được 36 ạ, thì 175 thì sẽ được x không? Thì bài toán tỷ lệ thuận thì cho chúng ta là tỷ số hai giá trị tương ứng luôn là một số không đổi. Chúng ta sẽ có là 175 phần x sẽ bằng 50/36 không? Từ đó suy ra x sẽ bằng 175 nhân với 36 và chia cho 50. Thì các con bấm máy tính hộ thầy nó được kết quả là bao nhiêu ạ? Các con nhỉ? Một trăm hai mươi sáu ạ. 126. 175 nhân với 36 rồi chia cho 50 bằng 126, hoàn toàn chính xác ạ. Đáp án C. Đấy, chúng ta cứ nhìn cái sơ đồ chúng ta nhìn thấy ngay này, 50 thì được 36 thì 175 thì được x không? Như vậy đây là bài toán tỷ lệ thuận thì tỷ số hai giá trị tương ứng luôn làm số không đổi, 175 chia x, 50 chia 36 không? Thì x sẽ bằng đường chéo hình thành đầy đủ là 175 nhân 36 được chia cho 50. Nó ra được là 126. Câu số 34. Xin mời bạn Vân Anh ạ. Kết quả của phép tính này là bao nhiêu? Em thưa thầy B ạ. À, theo con chọn đáp án B. Thế thì cái này nó cũng dài dài chút xíu thôi nhưng cũng không có gì khó cả. Ở đây chúng ta nhận thấy trong ngoặc có tính chất phân phối này, có số 1,1 giống nhau này. Chúng ta viết ra ngoài, bên trong còn âm 4,3 cộng với cả 4,8 thì được 0,5. Như vậy mình sẽ được 1,1 nhân với 0,5, xong rồi chia cho 5, rồi lại cộng với 5, rồi trừ đi giá trị tuyệt đối của âm 0,3 là 0,3. Thì đơn giản thôi, thì chỗ này là 0,5 mà chia cho 5 thì được 0,1, 0,1 nhân với 1,1 thì được 0,11, 0,11 cộng với 5 thì được là 5,11, rồi trừ đi 0,3 thì được là 4,81 và đáp án hoàn toàn chính xác. Câu số 35. Xin mời bạn. Em.
Việt Tiến trả lời thầy ạ. Tìm x biết kết quả phép tính này ạ. Việt Tiến ạ. Em cho thầy là theo anh con chọn đáp án nào ạ? Thì chúng ta rất đơn giản, chúng ta sẽ chuyển cái số 5 sang thành âm 5 không? Thì giá trị tuyệt đối của nó sẽ bằng 595 bằng 0. Thì giá trị tuyệt đối bằng 0 thì cái kết quả phép nhân này phải bằng 0, chứng tỏ x bằng mấy ạ? Bằng 0 thôi, rất đơn giản. Bạn Phương Nam đã vào được lớp chưa ạ? Phương Nam. Bạn Phương Nam thế nào nhỉ? Chứ hay hỏi Linh, Linh vẫn để ghi ở trên nhóm đây. Mà thế nào là cứ lúc vào được lúc không? Phương Nam có trong đây không ạ? Tiếp theo câu 36, mời bạn Minh trả lời thầy ạ. Làm tròn số sau đến hàng nghìn ạ. Em cho thầy là 596.000 làm tròn đến hàng nghìn ạ. Rồi, con chọn đáp án nào? Em cho B ạ. Em cho A. A ạ. 15967 à? Vâng ạ. Khi bỏ số 7 nó lớn hơn 5 thì đằng trước cộng thêm một đơn vị đúng không? Cộng thêm một đơn vị thì phải chọn đáp án này chứ. C. Đúng không? C này 6 nó tăng 1 đây này. Còn ở đây là 6 vẫn giữ nguyên là không đúng nhá. Người ta còn giữ 7 nó bỏ 2 số 2 đi là sai. Làm tròn đến hàng nghìn thì đây có 1.596.000 không? Làm tròn đến hàng nghìn mà. Như vậy đáp án đúng là đáp án gì ạ? Đáp án C. Chúng ta đến tiếp với cả câu số 37 và 38 ạ. 2 phút suy nghĩ bắt đầu. Vâng, đến thời gian ạ. Câu 37 mời bạn Vân Anh trả lời thầy ạ. Theo hình vẽ thì BC sẽ bằng gì ạ? BC sẽ bằng gì? B phẩy C phẩy đúng không? Câu số 38 ạ, thầy giáo sẽ mời bạn Gia Như trả lời thầy nào. Thưa thầy, em chọn câu A. Vâng, chúng ta sẽ cùng kiểm tra xem nhé. Một ô tô chạy trên quãng đường 225 km trong 4,5 giờ. Như vậy chúng ta nhận thấy là nếu mà trên một quãng đường ô tô chạy vận tốc càng nhanh thì thời gian sẽ giảm. Như vậy chúng ta nhận thấy là thời gian và vận tốc là hai đại lượng tỷ lệ nghịch, đúng không? Với vận tốc đó, xe chạy 150 km thì bao nhiêu lâu? Với vận tốc tốc đó, như vậy là chúng ta sẽ đi tính vận tốc đi đã, đúng không? Từ cái phép tính 225 km cho 4,5 giờ chúng ta sẽ có vận tốc sẽ bằng 225 rồi chia cho 4,5 và bằng bao nhiêu ạ? Bằng 50. Như vậy vận tốc bằng 50 km trên giờ. Thế thì với cái quãng đường là 150 đúng không ạ? Chúng ta sẽ có là thời gian sẽ bằng quãng đường chia vận tốc và bằng 150 chia cho 50. Đấy, mình làm bài nhá, mình giải nhanh như thầy hướng dẫn ấy, và bằng mấy ạ? Bằng 3. Như vậy bạn Như có đáp án hoàn toàn chính xác. À, giải nhanh là như vậy, chúng ta đọc thông tin và chúng ta tư duy và giải nhanh ra nhé. Hai ý cuối cùng của buổi học ngày hôm nay ạ. Hai phút suy nghĩ bắt đầu. Cái câu 40 buồn cười, chẳng cần đi chứng minh cho hình vẽ đoạn thẳng BD bằng đoạn nào. Thằng BD đương nhiên bằng thằng AC rồi, đúng không anh em? Đấy, không cần đi chứng minh, chứng minh thì nó nhiều. Đấy, câu này dễ, thầy khôn thầy chọn trước anh em ạ. Cái này có phải lời giải đâu mà chứng minh. Đúng rồi, quá chuẩn luôn. BD bằng AC luôn. Đấy là cái cách chúng ta tư duy như vậy. Câu số 39 ạ, xin mời một bạn là
ngoan và đẹp trai, còn xinh gái nào, ai xem nào. Mời một bạn là bạn em. À, mời bạn ở Hòa Xá đi ạ. Nguyên Anh nào. Nguyên Anh ạ. Cô 39 ạ. Em thưa thầy, cô 39 em chọn đáp án D ạ. Đáp án D, D hay còn gọi là D, mà D này là D in hoa hay còn gọi là D cụ. Anh em có thống nhất kết quả D cụ không ạ? À, bạn Nguyên Anh đã chọn phương án D cụ ạ. Xin mời bà con có ý kiến nào ạ? Có ai ý kiến khác không ạ? Nếu không ai có ý kiến khác, chứng tỏ tất cả các con đều chọn phương án là D cụ. Em không chọn đáp án. Có đi hay không, chúng ta sẽ chờ đợi trong ít phút nữa để thầy đào tính ấy. Mình giúp bạn 2 cho 8 nên còn 4, như vậy mình cũng được là âm 3/4. Thầy lưu ý là thầy đào đang nói đùa đấy nhá. Hoặc tí nữa có người khác thầy không giúp đâu ạ. Đó, cộng này. 1/6 chia 3, 1/3 phép chia nhân nghịch đảo là nhân với 3, thì 3 giúp gọn, 3 là chạy được chia tử không? Giúp bạn cho 6 đi, còn 1/2. 1/2 thì mình quy đồng bằng âm 3/4 cộng với nhân cả tử mẫu với 2 là 2/4 và bằng âm 1/4. Như vậy đáp án đúng là không phải là D cụ mà là D to. À. Như vậy chúng ta sẽ chọn đáp án cuối cùng của chương trình buổi tối ngày hôm nay là đáp án em, D. Em không chọn D cụ đâu, em chỉ chọn D cháu thôi. Cho các con ăn cơm tối ngon miệng. Nếu em không chọn không... D. Em không chọn D đâu, chọn 1/4. À 1/4. Các con nhớ chép bài nhá. Ghi nội dung bài học nhá. Tí nữa ba sẽ gửi luôn lên trên nhóm ạ. Và tối nay sẽ tập luôn video để chúng ta có thể xem lại và ôn tập cho bài thi học kỳ. Cháu chào bà biết nhá, cháu đi ăn cơm đây. Em chào bà. Em chào bà.